Câu hỏi lớn nhất mà các nhà đầu tư quan tâm trong năm 2021 này là liệu khi nào Bách Hóa Xanh sẽ hòa vốn, và có một cái chuỗi mini mart nào bán bách hóa trên thế giới đã từng thành công hay không để chúng ta có thể so sánh. Chào các bạn đã đến với kênh Người Bán Hàng Thành Babylon, lại là Hải đây. Trong các cuộc họp xuyên suốt năm 2020 thì anh Tài lúc nào cũng nói về việc là Bách Hóa Xanh có thể đạt được điểm hòa vốn vào khoảng quý 3 hoặc quý 4 năm 2021. Thì bản chất năm nay nếu mà có hòa vốn, đạt điểm hòa vốn vào quý 3 hoặc quý 4 thì cái chuỗi này vẫn tạo ra một cái lỗ lớn cho công ty và các mảng kia vẫn phải gánh lỗ cho nó. Tuy nhiên chỉ cần quý 3 mà có một cái dấu hiệu biên lợi nhuận gộp hoặc là doanh thu trên cửa hàng bình quân nó đạt được ngưỡng hòa vốn thì chắc chắn là giá cổ phiếu sẽ chạy rất mạnh dựa trên kỳ vọng của thị trường. Và do đó thì thị trường trong suốt thời gian qua đều đưa ra rất nhiều mô hình giả định trên thế giới để so với Bách Hóa Xanh xem coi liệu nó có thành công thiệt hay không, có khả năng thành công thiệt hay không. Ví dụ như là họ so Co.opmart nè, họ so Lotte, họ so Alphamart của Indonesia, họ so một số chuỗi Woolworth của bên Úc. Tuy nhiên thì không thật sự những cái chuỗi này là hoàn toàn giống Bách Hóa Xanh, bởi vì các chuỗi này phần thì họ lại bán hàng khô nhiều quá, phần thì họ lại theo đuổi mô hình siêu thị, tức là supermarket, trong khi Bách Hóa Xanh thì họ theo mô hình minimart. Bản thân mình cũng đã tìm rất nhiều mô hình, khảo sát rất nhiều mô hình, và may mắn là gần đây mình có tìm được một cái mô hình khá là tương đồng với Bách Hóa Xanh, một cái chuỗi minimart bán bách hóa trên thế giới đã tồn tại và thành công. Do đó chúng ta sẽ đi vào cái video này để cùng khảo sát cái mô hình này nha. Hôm nay chúng ta khảo sát mô hình công ty tên là BIMAS nha các bạn. BIMAS là một công ty bán lẻ có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, thành lập từ năm 1995, theo đuổi mô hình minimart bách hóa, trong đó họ bán hàng FMCG kết hợp với hàng tươi sống. Theo số liệu năm 2019 thì công ty này đã có 8.348 cửa hàng bách hóa minimart, trong đó 7.531 cửa hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và 817 cửa hàng nằm ở nước ngoài, cụ thể là hai nước Maroc và Ai Cập. Bên cạnh cái mô hình bách hóa minimart thì BIMAS cũng có cái mô hình live với siêu thị với một cái chuỗi tên là File. Hiện tại thì công ty đang có 93 cửa hàng kiểu File này. Và mình thấy cái cửa hàng kiểu này thì giống như Co.opmart các bạn, nó nằm trong các khu dân cư và nó khá lớn so với cửa hàng nhỏ minimart mà họ theo đuổi chính. Đương nhiên là trên đời không thể nào có hai công ty giống nhau 100% được, do đó chúng ta chỉ có thể tìm được những công ty so sánh một cách tương đối thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào những chỉ số tài chính, những con số mà cho thấy là hai công ty này khá tương đồng với nhau nha. Ok, bây giờ chúng ta đi vào khảo sát nha. Cái cột bên phải ngoài cùng là BIMAS nha các bạn, cột giữa là Mobile World. Thì chúng ta đi vào doanh thu năm 2020 nè, Mobile World là 4 tỷ đô, còn BIMAS là 6,9 tỷ đô, là cao hơn Mobile World nha. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là Mobile World là 168 triệu đô, còn BIMAS là 325 triệu đô. Tăng trưởng 3 năm gần nhất thì Mobile World là 21%, trong khi BIMAS là 44%. Vốn hóa thị trường là Mobile World là 2,7 tỷ đô, còn BIMAS là 5,2 tỷ đô. Cái mô hình bán lẻ bách hóa mà Mobile World và BIMAS theo đuổi đều là mô hình giá rẻ. Đối với Mobile World thì họ cạnh tranh với chợ, còn đối với BIMAS thì họ đặt tên là Discount Store, tức là mô hình giá rẻ. Số cửa hàng bách hóa thì Mobile World có 1.756 cửa hàng mini, còn BIMAS có 8.348 cửa hàng. Diện tích thì khoảng là Mobile World có 200m² là mô hình chuẩn, và mô hình mới gần đây họ gọi là mô hình 5 tỷ, nó có 500m². Còn BIMAS, cái store nhỏ của họ, store discount nha, là khoảng 200m². SKU trên một cửa hàng thì Mobile World có khoảng 2.000 tới 3.000 SKU cho một cửa hàng chuẩn, còn BIMAS là có 750 cửa hàng. Đối với cửa hàng lớn thì Mobile World có từ 4.000 tới 5.000 SKU và BIMAS cũng có khoảng 4.500 SKU cho cái mô hình siêu thị của họ, cái công ty File, cái chuỗi File. Tỷ lệ nhãn hàng riêng của Mobile World hiện tại hơi thấp, chỉ có 10%, trong khi BIMAS có 34%. Số nhân viên thì hiện tại Mobile World đã có gần 70.000 nhân viên rồi, nhưng mà là cho cả 3 chuỗi nha, chứ không phải Bách Hóa Xanh không. Còn BIMAS thì họ có 51.765 nhân viên, chỉ cho Bách Hóa. Bây giờ chúng ta đi vào biên lợi nhuận nha. Biên lợi nhuận gộp thì Mobile World là 22,1%, trong khi BIMAS là 17,4%. Đương nhiên là cái này mình dùng biên lợi nhuận gộp chung của Mobile World nha, chứ mình không có biên lợi nhuận gộp cụ thể của từng mảng, ví dụ như là bách hóa chẳng hạn đi, thì mình không đưa vào đây. Đây là số mình lấy từ báo cáo tài chính nha các bạn, nó tương đối thôi, không thể nào mà hoàn hảo được. Đây là biên lợi nhuận gộp chung của Mobile World là 22,1%, là có cả điện máy, điện thoại bách hóa rồi.
SG&A tỷ lệ nó trên doanh thu của Mobile World là 17,3% và tỷ lệ SG&A trên doanh thu của BMS là 12,2%. Biên lợi nhuận EBIT là 4,8% cho Mobile World và 5,1% cho BIM AS. Biên lợi nhuận EBITDA của Mobile World là 6,8% và BMS là 7,8%. Biên lợi nhuận ròng thì cả hai đang sàn sàn nhau là 3,6% và 3%. Đó là một cái so sánh mang tính tương đối, bởi vì không thể có hai quả táo giống nhau 100% trên cuộc đời này được. Và chúng ta còn bị giới hạn về thông tin nữa, cho nên những con số về biên lợi nhuận của Mobile World đó là bắt buộc phải dùng biên lợi nhuận gộp chung của toàn tập đoàn, chứ không thể tách riêng cho Bách Hóa Xanh được. Ok, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy cái triển vọng của BMS á, thì chúng ta có thể thấy những điều như sau. Thứ nhất là chúng ta nhìn lại Mobile World một tí nha. Nếu chúng ta loại trừ cái khoản lỗ hơn 1.900 tỷ năm ngoái á, mà Mobile World phải gánh chịu từ Bách Hóa Xanh Online và mở mới các chuỗi điện máy á, thì chúng ta thấy là biên lợi nhuận ròng của chuỗi điện máy lẫn điện thoại của Mobile World hiện tại đang là 5,5%, là rất cao so với biên lợi nhuận ròng 3% của BMS. Tuy nhiên nhìn vào BMS á, chúng ta có thể thấy là triển vọng mạng bách hóa của Mobile World là tươi sáng. Khi BMS họ đang tăng trưởng rất mạnh trong mạng bách hóa này và đang có lãi rất là tốt. Hiện tại thì biên lợi nhuận gộp sau hủy hoàn và mất mát của Bách Hóa Xanh đang là 24%. Tức là nếu chúng ta nó tương đương, cái này nó tương đương với một cái lỗ năm 2020 á, khoảng 1.800 tỷ đồng. Có một số bạn có thể nói mình là không phải, cái lỗ năm ngoái là 1.900 mấy á, chứ không phải 1.800, nhưng mà thực ra là mình có loại trừ cái phần lỗ dự báo từ Bách Hóa Xanh Online và việc mở mới một số chuỗi điện máy, dẫn tới là nó chỉ khoảng 1.800 thôi ha. Đó là quan điểm của mình. Và chúng ta thấy rõ ràng là để mà tăng từ 24% mà tăng lên cái biên lợi nhuận gộp tiếp thì Mobile World mới có thể đạt được điểm hòa vốn cho Bách Hóa Xanh. Và mình dự báo là công ty chỉ có thể hòa vốn cho Bách Hóa Xanh tại mức lợi nhuận gộp sau hủy hàng và mất mát khoảng 30-30,5%. Mà để làm được điều này á, tức là công ty phải tăng 5% tăng 6% từ cái mức biên 24% hiện tại. Có hai cách để Bách Hóa Xanh có thể làm được điều này. Cách thứ nhất là họ có thể tăng tỷ lệ private label, tức là nhãn riêng á, trong cái tỷ trọng SKU họ bán, thì hiện tại họ mới có làm khoảng 10% thôi, thì khả năng mà họ lên 20% hay là 30% rất là cao. Và thứ hai là họ có thể dùng cái sức mua càng ngày càng lớn của mình để tăng cái chiết khấu đầu vào từ những nhà cung ứng. Theo quan điểm của mình á, thì cái team của Mobile World á, hay là team Bách Hóa Xanh là có năng lực thực thi mạnh nhất Việt Nam rồi, cho nên cái việc mà họ đạt được cái điểm hòa vốn là điều sớm muộn thôi. Tuy nhiên có xảy ra trong năm nay hay không thì mình không chắc. Vấn đề là dựa vào BMS, chúng ta chắc chắn là Bách Hóa Xanh sẽ là mô hình có tương lai và đã thành công ở đâu đó trên thế giới rồi. Tuy nhiên chúng ta đầu tư cổ phiếu thì còn phải nhìn vào giá nữa, thì mình xin phép đưa ra hai kịch bản sau đây. Kịch bản thứ nhất là nếu Bách Hóa Xanh đạt được điểm hòa vốn ngay trong quý 3, quý 4 này thì chắc chắn là giá cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh, và cột mốc mình nghĩ mà mọi người có thể cùng hướng tới đó là 30%, tức là tăng từ 24% hiện nay lên 30%. Thứ hai, nếu trong năm nay mà quý 3, quý 4 Bách Hóa Xanh vẫn chưa đạt được một cái biên lợi nhuận gộp khả thi hoặc là một cái doanh thu trên cửa hàng khả thi để họ có thể hòa vốn được á, thì nhiều khả năng là giá cổ phiếu sẽ tiếp tục đi ngang như những năm trước. Thì đây là hai kịch bản mình đưa ra. Nếu bạn thích video này thì hãy cho mình một like và hãy sub kênh mình để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.